Thì chúng ta sẽ tập thể dục. 1, 2, 3. Giơ hai tay lên trời, giơ hai tay bằng vai, giơ hai tay trước mặt, giơ cả hai tay. Và chào mừng các bạn nào quay trở lại với channel của mình, tôi là đây. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi một cái game gọi là The Shower Game. Rồi, nói chung là chúng ta sẽ cùng đi tắm nào. Rồi, let's go. Get to start. Rồi, ok, đi tắm. Thì mới vô là chúng ta... Oh my god. Cái bức tranh gì đây? Tại sao nó lại cấm đi tè trong khi cái bồn cầu là để đi tè? mình không biết ở trường các bạn thế nào, chứ thật ra ở trường mình thì cái lúc ở trong nhà vệ sinh á là chỉ có cái này thôi, nên là chúng ta phải đi tè ở trong cái này. Nhưng mà tự nhiên trong game nó cấm rồi, nên là mình nghĩ là chúng ta sẽ không đi tè ở trường nữa. Ok, nói chung các bạn đừng có mét hiệu trưởng nha. Rồi. Hình như cái này là cơ thể chúng ta đúng không? Chúng ta sẽ làm gì đây? What the fuck? Oh my god. Oh my god. Oh my god. Yeah, yeah, thằng này nó vừa ý các bạn. Ok, ok, không sao, không sao. Chúng ta là bình tĩnh, không? Bình tĩnh nha, bình tĩnh nha. Tại chúng ta dần chơi, chúng ta không sợ ở dơ, nên là chúng ta cứ ỷ đại đi. Ê, không bị nữa nha, không bị nữa nha. Mày ở dơ mày đó. Rồi. Nên mình nghĩ là chúng ta nên làm gì đây? Chúng ta có thể điều khiển cái ngón tay nè. Rồi. Ok, chúng ta nên làm gì đây? Chúng ta nên tập thể dục sáng đi. Thì chúng ta sẽ tập thể dục. 1, 2, 3. Giơ hai tay lên trời, giơ hai tay bằng vai, giơ hai tay trước mặt, giơ cả hai tay. Rồi. Chúng ta vừa tập thể dục xong và chúng ta sẽ làm gì tiếp đây? Rồi xong. Mà làm gì thế? Trời ơi, thằng này. Ơi, thằng này là mình chịu thua rồi nha. Rồi. Tiếng chim hót liếu lo thế mình nó ngồi nó ỉa được chứ. Trời, nó ỉa mà như cục hoài, hai cục đúng không? Ê cái vậy? Được ỉa nó. No. Mình không biết nói gì luôn á trời. Ok ok, không sao không sao, chúng ta là bình tĩnh, chúng ta là những người điềm đạm, không bao giờ ỉ đúng không? Mà thứ quá nào ơi không ỉ nữa nha. Rồi. Thứ quá nào cái cồng cồng ở đây mà nó đứng đây nó ỉ là sao? Ôi cục phân. Ok, mình có thể cầm một phân này các bạn. Chọn ra ngoài. Không được hả? Để mình chọn ra ngoài thử coi. Ê, ê, không ỉa nha mày. Không ỉa nữa. Cái gì đây? Đầu tiên vờ lờ luôn, cái gì đây? Thằng này nó ị được cục phân gì mà có thêm đậu hũ trứng chiên gì trong mày vậy? Ủa cái vậy? Ôi. Ủa mình vừa bớt cục phân hay sao ấy? Ủa cái gì vừa xảy ra vậy? Ok ok, để mình thử lại. Chuột phải. Ồ, như vậy là mình có thể bớt cục phân. Cứ như là các bạn sẽ cầm cục phân mình lên các bạn á. Các bạn tưởng tượng đây, phân mà nó nhão mà các bạn. Nói chung là các bạn đừng nên thử ở nhà nha. Cái này là chỉ để chơi thôi, các bạn không thử ở nhà nha các bạn. Mình tuyệt đối không nên thử ở nhà rồi. Cái này là mái tóc quyến rũ. Ủa, vậy là chúng ta vừa có mái tóc quyến rũ hả? Coi có gì đây. Hair ba là tóc ba là sao? Ồ, trời ơi, đầu tóc mình kìa. Đây, thấy không, các bạn thấy mình đẹp trai chưa? Đó, đầu tóc nè. Trời ơi, tao kêu tao thay đầu tóc sao mày lại hả thằng kia? Đây đây, đầu tóc mình chưa? Đẹp trai ấy lộn. Đầu tóc rất là trẻ trung mà thoải mái luôn. Các bạn muốn mình là đi hớt tóc với các bạn thì các bạn có thể tới nhà mình và mình sẽ hớt các bạn cái kiểu tóc như thế này nha các bạn. Rồi cái cho tóc đâu? Rồi, tắt đi ba. Tóc gì mà xấu quá. Nó đùa thôi. Rồi phân đây, phân chúng ta. Chọn số 1. Mình không biết gì hết. Mình vô tội. Ủa?
Còn cái chai này đâu rồi? Cái chai mà he ba gì đó bấm thử coi. Ok. Có vẻ chúng ta vẫn bình thường. Thôi cái này quăng đi. Để coi thử từng cái coi. Cái này là for her, là cho cô ấy. Mình nghĩ chúng ta là đàn ông chân chính, chúng ta không nên dùng dễ hương của phụ nữ. Nói chung nó nhớ cho các bạn coi coi như mình chưa nói gì đi. Cái này là for her, là cho cô ấy. For him. For him or her là cho cô ấy hoặc anh ấy. Ồ, cái này là đồ, cái nam và nữ gì đều xài được. Thôi quăng đi. Cái này là cái gì? Cái rồi, cái chai đó hình như là nó nổ. Ok, để coi. Trời, chim hót líu lo ghê quá các bạn ơi. Trời, không tin được. Nervous energy. Ủa, cái đó là cái gì vậy? Quăng đi. Cái chai là low ejection. Ủa, cái này là làm cái gì? Cái gì đây? Mình không biết. Tôi vô tội, tôi không biết gì hết. Ủa, cái này là cái cần câu hả? Ồ, cần câu. Ủa, sao mất tiêu rồi? Rồi, kể đi. Heo ba. Cái này là mình không biết. Ủa, xà phòng. Đưa 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 tôi cục xà phòng. No, cục xà phòng của tôi. No, sao mày đừng đừng nhảy nó coi. Tao muốn tắm mà, tao muốn chùi đít. Thằng này nó tỉa, tao chùi. Đưa tao. No. Ok, quăng đi. Đây là cái gì? Ủa, cái này là cái gì ta? Là cái bỗng ngô hả? Ok, không sao. Tắm thử coi. Mát quá. Mát quá, trời ơi. Ok, tắt đi. Ok, chà kính. Chúng ta sẽ lấy cái bàn tay tuyệt vời, chúng ta chà kính. Hình như là mình chưa chủ đích đúng không? Như vậy là chắc chắc cái tay mình không có dơ đâu. Chà kính coi. Bàn tay tuyệt vời. Rồi, ok. Rồi, chúng ta sẽ ngồi xuống. Gì đây? Cái này là cái gì? Ủa? Ủa, cái này là tóc rụng hả các bạn? Đúng không? Rồi, 100% trái thơm. Nhìn chôm! Nhìn chôm! Đi ra! Thằng mắc dạy! Không, các bạn phải che cơ thể mình lại. Các bạn không thể đưa tròn này nhìn chôm được. Biến đi! Biến đi! Biến! Ôi trời ơi. Mình vừa mở nước lên tắm phát là thằng này nó vô nó nhìn liền à. Thằng này nguy hiểm quá. Giờ sao đây? Giờ phải làm gì đây? Rồi. Rồi chúng ta sẽ tắt cho nó không thấy nữa. Ủa được đúng không? Thằng này biến rồi. Rồi các bạn có biết là cái nạn nhìn chợm nó đang rất là phát triển nên chúng ta phải có biện pháp đề phòng. Cái này là cái gì đây? Hiểu rồi. Là cái đây chúng ta có thể nhìn xuyên thấu gì đó. Sao surprise là cái này gì? Ôi. Sao surprise là điều điều bất ngờ trong nhà tắm, nhưng mình chẳng thấy cái gì bất ngờ hết. Mình thấy cái gì nó kinh dị quá. Ở cái gì đây? Ở cái quái. Ủa, cao quái cái quái gì ở ngoài cửa đây? Oh my god, cái quái gì ngoài cửa vậy? No. No 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 no. Không không, các bạn không nên đụng vào nó. Rồi, bỏ ra, bỏ ra. Ừ. Chúng ta không nên để ý về cái đó. Cái chúng ta cần làm chính là chúng ta đã coi còn còn chúng ta phải dẹp thằng chợ mày đã rồi, để chúng ta thử thêm đồ coi. Bị ghẻ. Ok, không sao, chúng ta mới bị ghẻ bình thường thôi. Để coi còn cách có cách nào chữa không. Ok, còn còn cái đồ chúng ta chưa thử không? Cái này sao reset he? Ok. Reset he là chúng ta sẽ quay quay về cái vị trí đầu vì chúng ta đã dẹp thằng ăn trộm rồi. Chúng ta sẽ tắm tiếp. Mát quá. Ok. Lau kính nào. Lau kính nào.
Rồi để chúng ta thử thử mấy cái nào mà chúng ta chưa thử nha các bạn. Ô cái gì vậy? À. Rồi xong. Cái chai của mình nó ra nó rớt vào bồn cầu rồi. Ok nguy hiểm quá, cái này không chúng ta thấy nguy hiểm rồi đó nha. Reset hair rồi, cái này không xài, cái này chúng ta mới xài xong. Cái này là tóc, là tóc quý. À, hai mắt dài. Nó là nhìn trộm rồi. Ok, chúng ta có thêm làn tóc quyến rũ đây, chúng ta sẽ làm gì đây? Chúng ta sẽ lấy cái gương, chúng ta coi làn tóc quyến rũ của chúng ta. Đây, thôi bỏ đi, tóc xấu quá à. Ok. Để coi còn còn cái gì chưa xài không. Ủa cái chai làm tóc luôn tiêu rồi, mình muốn dẹp tóc này, tóc xấu quá rồi. Ok bỏ tóc. Gì đây? Ok cái này là cái gì? Ủa cái này là vàng hả? Ôi cơ thể mình biến thành màu vàng rồi kìa. Thật là vãi rồi. Ôi. Ủa như vậy là mình chạy vô cái gì là nó cũng biến thành vàng luôn các bạn. Ghê vậy. Rồi. Wow. Nghĩa là bây giờ mình không không có cần làm gì hết cũng có vàng. Rồi. Rồi mình chạy vô là biến thành vàng hết các bạn ơi. Bây giờ mình là giàu rồi. Cục xà phòng của tôi. Trời ơi. Cục xà phòng đâu? Cục xà phòng. Tôi muốn tắm mà, tôi muốn chui đít mà. Cái này cái gì đây? À, thằng nhìn trộm. Mày. Trời ơi, mặt mày nè. Ok. Cái này là mình không biết gì hết, mình vô tội. Reset hair rồi. Cái này cái cũ rồi. Ok, để coi còn chưa xài không. Rồi, ok, để mình thử này coi. Wow! Thành công rồi. Chúng ta đã ị ra vàng rồi. Các bạn có biết cái truyền thuyết mà con gà ị ra vàng không? Con gà con vịt gì đó nó ị ra vàng. Thì chúng ta là người đầu tiên ị ra vàng. Yes. Nha, bây giờ chúng ta chỉ còn ngồi ở nhà chúng ta thì ị ra vàng rồi. Vậy là không không nhưng chúng ta chỉ còn ngồi ở nhà ị là giàu luôn, không cần làm gì hết. Yep. Ok, thì bây giờ chúng ta thì ị ra vàng rồi, bây giờ chúng ta chỉ còn ngồi ngồi cả ngày thôi là chúng ta sẽ giàu các bạn biết không? Ok, ị nào? Ị. Rồi cố lên. Chúng ta sẽ ấy. Rồi. Ok, giờ chúng ta có rất rất nhiều vàng luôn, chúng ta có thể ấy thoải mái. Giờ chúng ta là dân chơi rồi, chúng ta không cần sợ gì nữa. Ôi vàng kìa. Ngon quá. Chúng ta là người đầu tiên ấy ra vàng. Nè, ăn mày thích ăn vàng không cu? Ăn vàng nè, ăn cục lớn nè, ăn cục lớn nè. Các bạn thích video này thì các bạn có thể cho mình một like, một share, một subscribe để mình có động lực làm video tiếp theo. Và các bạn có thể comment ý kiến của bạn về video này là hay hay dở và mình nên khắc phục ở chỗ nào. Mình rất vui nếu các bạn comment ý kiến của các bạn, nhưng mà các bạn đừng có thái quá quá, kiểu như là các bạn chửi mình ngu hay là chửi mình gì đó, mình không thích gì đâu. Nói chung là mình chỉ muốn các bạn góp ý nhẹ nhàng thôi. Ok. Và mọi người, chúc mọi người vui vẻ và